Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn bài quyền Hean Yeon Dan. Nếu mà theo thứ tự từ đáy trắng trở lên thì đây là bài quyền thứ 7. Đó, để cho những người học qua mạng người ta tiện theo dõi theo thứ tự thì mình đặt tên như thế, còn trong karate thì người ta không có đặt tên như vậy bao giờ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé, bắt đầu tập nhé. And you're done! Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chậm từng đoạn một để chúng ta tiện theo dõi và tập theo nhé. Đầu tiên chúng ta bước chân trái ra, hai tay của ta giống như đòn đấm của đối phương, ta đỡ đòn đấm của nó ra, đỡ cái đòn nó ra, xong chúng ta tiếp tục giống như là bên này có người đấm chúng ta đỡ, là hình dung như thế, bên này cũng vậy. Bài quyền nó là một sự mô phỏng, cũng như vậy ở tấn công của Suwachi. À, ta nhìn lại nhá, cái này này. Lên, sau bên này cũng vậy, lên, xong tiến về trước, đấm nhẹ với xua chi, đỡ, cái đòn này thường được hướng dẫn là đòn chặn ngang đầu gối đòn đá của đối phương, sau đó chúng ta đỡ tiếp lực, hai tay úp, đỡ tiếp lực, hai tay chúng ta úp như này, chúng ta đỡ tiếp lực của tấn, cố xua chi, đó. Sau đó chúng ta đưa chân lên chúng ta đá Rukogeri chỏ và tiếp tục chân này cũng vậy Rukogeri chỏ, xong hình dung có người đấm vào tăng ra đòn của nó ra nó chéo và quay hàm, chúng ta thực hiện đòn đá Rukogeri tiếp tục gõ ở bên này Kokusuchi đá Rukogeri thực hiện hai đòn đấm bên này cũng vậy Kokusuchi đỡ ra hai tay như thế này đỡ ra thực hiện đòn đá Rukogeri và thực hiện hai đòn đấm, sau đó chúng ta úp hai cái tay úp xuống nhưng mà nó lại giơ cao lên đỡ tiếp lực là Kokusuchi đỡ tiếp lực ba lần một hai ba xỉa chúng ta xỉa lên giống như chúng ta nắm cái tay của nó nắm hai cái tay của nó ta kéo xuống chúng ta thúc cái gối mình vào ngực hay là vào ngực hoặc vào cằm của đối phương đó thúc vào đồng thời chúng ta khép cái về sau đỡ cô có xua chi theo đồ hình của quyền chúng ta làm như này, chúng ta quay sang chúng ta đỡ và chúng ta tiến lên, chúng ta thực hiện một đòn đỡ nữa cũng ở tấn công Suwachi đỡ đa năm em và chúng ta kết thúc bài quyền đó. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho quý vị và các bạn bài quyền Hean Yeon Dan. Nếu có chỗ nào chưa hỏi chúng ta hãy comment bình luận ở phía dưới. Dưới video có chữ đăng ký kênh, chúng ta nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để nhận được nhiều video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.